Vậy là hành trình đầy sóng gió của Biển của Hy vọng trong hồi 2 đã dần tiến đến hồi kết. Những nhân viên mẫn cán của chúng ta đã phải trải qua nhiều khó khăn để có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình tại Phú Yên. Dù vất vả, nhưng nụ cười và những phút trải nghiệm đầy cảm xúc là thứ mà các nhân viên của chúng ta sẽ mãi khắc ghi. Em thích những tiết mục dễ thương lắm ạ. Em yêu... Sao? Em yêu chị Tiên Cookie nhiều lắm. Và cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với Biển Phú Yên dữ dội nhưng đầy hào phóng. Tạm biệt những người dân Phú Yên thật thà, đầy hiếu khách. Và tạm biệt cả những người bạn đồng hành tại Biển của Hy vọng, những người luôn khao khát mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Rồi ngày mai, cuộc sống này sẽ vẫn tiếp diễn, nhưng những kỷ niệm đẹp chắc chắn sẽ là nguồn động viên, sức mạnh và hy vọng cho tất cả chúng ta. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ, chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng tìm về ký ức. Có xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại trở về đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lầm lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến hóa ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hòn nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người xứng khác lạ. Your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend,
Why you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn a vow of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope to see my face and that you be remind me that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll bet I remember you said. Sometimes it lasts in love, sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet they would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Là chưa tốt. Tư duy âm nhạc ok, tư duy thẩm mỹ là phải không, xem không, lại. Không nhá, các bạn ơi, không, mình không chỉ vì một sự nhầm lẫn mà mình đánh giá một con người như thế. Em ước gì là, em không biết là các chương trình thực tế khác như thế nào, nhưng mà em ước gì là em sẽ có thời gian ở đây nhiều hơn, nhưng mà không phải ai cũng sẽ giải. Xem lịch chung mọi người đi được với nhau khó lắm. Cái này là hơi khó design nha. Thì chị bị hơi lộn xộn đấy chị Tiên. Lộn xộn là tại vì cái đỉnh này nó màu không. Vuông. Em nghĩ là cái này chỉ nên là vớt là bây giờ cái này nó khó làm, thế là mình chất đầy lên. Đúng rồi, chuẩn luôn. À không được, bị thấp quá rồi, mọi người sẽ không thò tay vào ấy được. Đây 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 đây. Đấy thấy ok hơn rồi đấy. Ok hơn à? Ừ, thấy ok hơn. Nhưng mà mấy cái này nó lùn lắm. Cũng được mà. Nhưng mà sẽ khó cho mọi người bật. Hơi khó cho mọi người bật lửa nhỉ? Hơi khó. Nhưng em nghĩ là muốn thì sẽ có cách. Làm nến bằng chất lý thế hả? À?
ra là chị đang rất enjoy cái chuyện mà trang trí này, chứ chị không quá quan tâm đến vấn đề thẩm mỹ lắm. Cái chuyện xếp mọi thứ này thấy hay. Điều em thích nhất khi làm á hậu là gì? Nhiều cơ hội. Cơ hội để làm gì? Cơ hội để mình theo đuổi đam mê. Em rất thích làm diễn viên. À thế em, hả? Em rất thích xem phim. Và em rất muốn là có một ngày nào đó mình sẽ xem bộ phim mình đóng. Ôi, mấy con sòi đẹp thế. Mang về đi, mang về để làm để ở bàn làm việc của chị. Mỗi khi chị nhìn thấy nó, chị nhớ đến Sửa Phúc. Đúng, nhớ đến Phú Yên. Đúng. Và đôi khi có thể nhớ đến em nữa. Đúng. Sau này em mà có gặp chị ở một cái lĩnh vực mới nào đấy, ví dụ như có một ngày đó chị đi đóng phim và chị đóng chung với em. Nhưng mà rất tiếc là chị sẽ không bao giờ đi đóng phim nhá. Ai biết được, tương lai mà chị, biết đâu được một ngày nào đó. Chị thích làm biên kịch. Cũng không hẳn là thích, nhưng mà đôi khi tại vì xem phim nhiều ấy. Đúng rồi. Nên là đôi khi có tưởng tượng là nếu mà mình làm biên kịch thì cái phim của mình nó sẽ như thế nào. Trang trí nốt con này đi. Ôi trời, này hơi to. Không, để như này cũng được. Nhưng mà không đốt được, làm sao mà đốt được. To quá. Đây. Xong chưa? Xong rồi. Đó, nhanh nhanh đón khách nào. Khách đang chờ đợi chúng ta. Rồi, cái cùng. Đỉnh phết nhỉ. Thăm nghiêng pizza. Rồi, thôi, đi đón khách thôi. Yes, let's go. Let's go. Bạn món ngon. Từ lớn chiếc xu mới. Bông vị phở bún miến. Biển của hy vọng, sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Ủa, tự nhiên mình chuẩn bố tay cho nhau hả? Cuối cùng cũng setup nó xong ấy, mệt quá trời luôn. Nhà hàng buổi tối nhưng mà trên tinh thần là vẫn phải nhanh gọn lẹ. Okay. Tại vì hôm nay là bọn mình mở nhà hàng cũng hơi trễ so với mọi khi. Yeah. Đội hình thì vẫn như cũ. À, đây, ba phục vụ. Còn lại bốn chị em là trong bếp. Yeah. Ok, nào, ok. Yeah. 1, 2, 3, yeah. Đón khách thôi. Chị em vào rửa cốc luôn. Chị... Từ từ. Xin chào. Xin chào những vị khách đầu tiên. Các bạn ơi, hôm nay menu của chúng tôi có 3 món. Có salad cá ngừ quả bơ, cá ngừ áp chảo sốt kem nấm, và tráng miệng là mousse chocolate chanh sả. Mọi người ra bàn ngồi và một lát nữa bọn Tiến sẽ mang đồ ăn ra cho mọi người nhé. Chào mừng mọi người tới với Biển của Hy Vọng. Các bạn thích ngồi ở bàn nào thì ngồi bàn đấy nhé. Trời ơi, hai cô gái mặc áo lạnh thế. Rồi, hai đi đường này nha. Chào mừng quý khách. Ủa sao buổi tối mà mọi người mặc áo cộc không nhỉ? À, đi cẩn thận trơn ha. Mọi người thích ngồi đâu? Ngồi hàng trên hay là ngồi bên dưới? Một cặp tình nhân đã xuất hiện. Đây. Rồi, mời mọi người. Hello, xin chào. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Mọi người tự chọn bàn nhé. Rồi. Hello, xin mời mọi người. Ok, mọi người đi cẩn thận nha, trơn nha. Hello, xin chào. Mọi người ngồi đâu cũng được nha. Đi mọi từ người từ vào thôi. Đây. Xin chào tất cả mọi người. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Hôm nay thì nhà hàng mở cửa trễ hơn so với dự định. Mọi người đã chuẩn bị rất chu đáo, rất nhiều món ăn ngon, âm nhạc hay. Và Tiên hy vọng rằng tối nay các bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác ăn đồ ăn ngon, nghe nhạc hay ở biển. Mọi người chờ một chút nhé. Đồ uống sẽ được mang tới bàn các quý khách ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Năm ly này là chưa có đường đúng không? Chưa có đường luôn chị ạ. Bao nhiêu đường? 20 đường. 20 đường bao nhiêu siro? 10 siro. Ok. Cái đấy em phải bỏ đi rồi, không được đi. À Nhi, em phải giữ được nguyên miếng là tốt nhất. Dạ. Đây thì anh làm cho em. Anh làm cái đó thì anh nhìn thôi, anh làm mẫu. Hôm nay em chịu chết luôn. Thế gì? Chị khéo tay thế, em mà phải hiểu được nhau là em chịu chết luôn. Chị làm bừa đấy, không ngờ là nó cũng tàn tạ.
Cái salad này cũng đặng phần trang trí hết ha. Ừ, thế nên là rất mệt chiều nay anh học trời ơi. Nhưng mà làm gì? Đợi đấy. Làm. Có nước rồi nha, có 4 ly ở đây rồi nha. Dạ rồi, dạ rồi. 4 ly được không? Được. 4 ly nhé. Cái này là của anh Quân AB với cả chị Đông Nhi pha chế đó. Không ngon bảo chị nhá. Mà chắc ngon đấy. Chồng em hả? Ai vừa nói vậy? Em hả? Quân ơi, con ơi. Ở đây bảo Quân AB là chồng em. Đâu à, đâu à? Đâu à, đâu à? Đây. Rồi Quân lên hát đi. Đó. Em đợi anh Phúc rồi. Em xong rồi. Thôi, đây xong em lên cho Nhi là. Lần đầu tiên cho Đức Phúc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, tất cả các bạn có mặt trong nhà hàng biển của Hy vọng ngày hôm nay. Và thực ra em nghĩ rằng nếu mà hôm nay nếu mà không có những cặp đôi đi đến đây mà toàn những cái trái tim mà đang độc thân, thì sau khi nghe xong ca khúc này thì anh nghĩ rằng là mọi người sẽ có nhiều niềm tin hơn về tình yêu, nhiều cảm hứng hơn để yêu. Đúng rồi. Và hy vọng là quý vị và mọi người sẽ yêu thích ca khúc lần này. Okay. Ca khúc mang tên là Như Phút Ban Đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một bài hát của ca sĩ Nô Phương Thịnh. Và hai anh em xin phép được hát lại bài hát này ạ. Sâu đôi mắt em có biết trong anh muốn nói điều gì, rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau. Người làm anh gục ngã từ ánh mắt đôi môi cứ chỉ miệng cười, rằng từ nay anh muốn bên em suốt đời. Vì em anh như người điên mất trí, vì em như chẳng còn biết nghĩ gì, vì anh đã cho là đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gành sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Vẫn muốn bên em thật lâu. Phút đầu tiên em đã lấy mất ý linh hồn, người làm anh xốn xang còn tim ngỡ ngàng. Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy, vì anh đã trong lo lắng say em. Mai sau thế nào? Dù mai sau kia gặp cảnh sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy, vì em đã cho lỡ đắm say. Không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gành sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy, vì anh đã cho lỡ
ơn bên nhạc rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn Quân AP vì chúng ta đã cùng nhau gọi là làm nên một version mới, version song ca của các khúc như Phúc ban đầu. Phúc hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ yêu thích version này của Đức Phúc cũng như là cùng với Quân AP ngày hôm nay, và chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo sau khi kết thúc chương trình thì Quân xin được mời chị ca sĩ Đông Nhi lên sân khấu ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và xin được phép dành tặng đến mọi người ca khúc được mang tên Chuyện tình lá gió. Tìm về trong giấc mơ lúc xưa em có anh ta chung đường, nụ cười ấm áp luôn bên em lúc nhẹ nhàng như gió bên lá cây khẽ ru bờ tóc mình, lòng ước ao được có nhau trọn muôn đời. Rồi một ngày kia bên lá xanh gió ghé qua nhưng hững hờ và chợt tan biến trong phút giây ngỡ ngàng. Đợi chờ nhung nhớ cô giấu đi nhưng vẫn đây tiếng thở dài, mình mất nhau lòng hết đau khỏi u sầu. Lá vẫn cứ lặng im không nói, gió vẫn ghé vượt qua như muốn níu chân bước ai đi rồi, hồn đã đi rồi, trái tim đã lạnh giá, giá băng sẽ không nghe gì nữa đâu. Trả lại cho em niềm tin, ánh mắt đôi môi bao nhiêu yêu thương lúc đầu từng dấu yêu, vô tư cùng nhau vượt qua những chông gai anh đã theo mây xa rồi. Chờ người về nơi xa chúc cho người mãi yêu người mãi yêu đời, hãy quên chuyện tình gió với lá và đây một người từng bên anh lúc xưa không phải em. Bên lá xanh gió ghé qua nhưng hững hờ và chợt tan biến trong phút giây ngỡ ngàng. Đợi chờ nhung nhớ cô giấu đi nhưng vẫn đây tiếng thở dài, mình mất nhau lòng hết đau khỏi u sầu. Lá vẫn cứ lặng im không nói, gió vẫn ghé vượt qua như muốn níu chân bước ai đi rồi, hồn đã đi rồi, trái tim đã lạnh giá, giá băng sẽ không nghe gì nữa đâu. Trả lại cho em niềm tin, ánh mắt đôi môi bao nhiêu yêu thương lúc đầu từng dấu yêu, vô tư cùng nhau vượt qua những chông gai anh đã theo mây xa rồi. Chờ người về nơi xa ấy, lá sẽ vẫn xanh nghiêng nghiêng đưa đôi mắt cười cầu chúc cho người mọi người ạ. Biển của hy vọng sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Bây giờ thì họ sẽ hát một ca khúc mà thực sự là nó rất là phù hợp với không khí và thời gian buổi tối như thế này, và được hát tặng và phục vụ cho quý khán giả ở dưới, những thực khách của mình ở dưới, một bài hát với tựa đề là Khi người lớn cô đơn. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe nha. Thành phố
mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bê đen thế thôi, mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình. Chiều đứng giữa ngã tư, nhìn dòng xe tấp nập, dừng lại bên quán nước khu chợ vắng thương người. Nào nhắm mắt chút thôi, mặt trời đang không hát, nắng sắp tắt chẳng buông lời hình như. Chiều tôi lên xe loay hoay giữa đường phố không màu, nhạc Trinh Ngân lên nghe xa xít cây hao, mùi thuốc lá bay bay, mùi cà phê sao đắng lòng. Chạm xe dừng không ai đón đưa, là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi. Rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xa, từ radio phát lên nghe thật buồn. Xin mời mọi người trộn lên trước khi ăn nha. Chúc quý khách ngon miệng nha. Nhớ ăn nha. Em cứ bảo khách là nhớ ăn nhá. Cái này mỗi bàn một cái đúng không? Đúng rồi ạ. Mình share nha, khi mình ăn thì mình trộn mọi lên. Mọi người ơi, ăn đi. Salad. Con này ăn được thật mà. Yên tâm. Nhà hàng là đã có 11 tập kinh nghiệm rồi. Đó nên là ăn được. Hiện giờ là đang có nam ca sĩ ngôi sao hạng A cùng với á hậu đang rất là cố gắng. À, quá tuyệt vời. Ăn thử đi, tại sao lại run như thế?
ăn thử đi nào. Wow, quá hay rồi, quá hay rồi, quá hay rồi hai đứa ơi, quá tuyệt vời. Chưa thấy khách hàng nào ăn sạch như này nha, quá tuyệt vời. Uống có ngon không mọi người? Rồi, trước khi Tiên hát ca khúc của mình thì chắc là Tiên sẽ tâm sự mỏng một tí để cho ban nhạc nghỉ 30 giây nhá. Thực ra mọi người cũng biết là Tiên không phải là ca sĩ. Tiên là nhạc sĩ, nhà sản xuất. Và từ ngày xưa, là từ hồi rất là bé là Tiên đã biết sáng tác rồi. Thì Tiên nhớ là ngày xưa hồi bé mình sáng tác á, mình rất là hồn nhiên. Mình không sợ sệt gì cả. Mình nghĩ gì thì mình nói nấy. Kiểu hồi bé, hồi mới lớn thì có tình yêu, xong rồi tan vỡ. Thì lúc đấy cảm xúc như nào thì mình cứ hồn nhiên mình viết ra thế thôi. Cho đến khi mà Tiên thấy là Tiên tạm gọi là may mắn, có được một chút thành công, nổi tiếng hơn một tí. Thì là lúc đấy cảm giác sáng tác hơi khó khăn. Khi mà mình được mọi người quan tâm nhiều ấy, thì thường thường là mình lại hơi co lại một tí, hơi sợ sệt một tí. Lúc đấy thì Tiên cũng lớn rồi, bây giờ cũng lớn rồi, nên là mình rất là e ngại mình chia sẻ những cái cảm xúc thật. Và đặc biệt là khi mà Tiên tạm gọi là Tiên vấp phải một vài sự sự cố, có một bộ phận khán giả dường như là không ủng hộ Tiên, và mọi người phản đối rất là nhiều, mọi người chửi bới rất là nhiều. Thì đặc biệt là cái khoảng thời gian đấy thì mình cảm thấy mình hơi bất mãn một tí. Lúc đấy mình gần như là mình không có muốn sáng tác nữa, mình không có muốn viết nữa, tại vì nhiều người ghét mình quá. Nhưng một thời gian như thế thì Tiên thấy là không ổn. Tiên không viết nhạc được một thời gian, Tiên thấy không ổn. Tiên bảo thôi chết rồi, không được. Nếu mà mình cứ gồng lên mãi, mình tỏ ra là mình ổn, mình tỏ ra là tôi không sao, tôi vẫn viết nhạc được, thì thực ra những cái bài hát đấy nó vẫn ok thôi. Nhưng mà nó không hay vì nó không thật. Tại vì Tiên không biết mọi người như thế nào, chứ đối với Tiên thì thực ra Tiên có nhiều điểm yếu hơn là điểm mạnh. Tiên không có quá nhiều điểm mạnh, mà Tiên có rất là nhiều thiếu sót, nhiều điểm yếu, nhiều góc khuất. Và bây giờ mình không có chia sẻ cái đấy thì mình cảm thấy mình không còn là mình nữa. Cũng mất một khoảng thời gian dài. Cho đến bây giờ thì Tiên thấy là Tiên nghĩ là Tiên đã sẵn sàng quay trở lại với con người thật của mình, với rất là nhiều thiếu sót, với rất là nhiều nỗi buồn, rất là nhiều những cái điểm tiêu cực. Và kể cả mọi người có không hài lòng về mình, hay là mọi người có tiếp tục chửi, thì mình vẫn là mình thôi. Mình vẫn xấu như thế. Thỉnh thoảng mình hơi gắt một tí, nhưng mình vẫn là mình. Cho nên là Tiên đã viết ca khúc Em là điểm yếu của anh, để thể hiện là mình là người có rất là nhiều điểm yếu. Và ngay bây giờ Tiên sẽ hát ca khúc đấy nhá. Khiến anh trong phút giây thấy
sao mình mong manh dễ vỡ, tận như ký ức lãng giang trong mơ, đặc quyền của em lúc này. Với em anh thừa nhận anh chỉ là anh thôi, tất nhiên bao gồm cả những điều không hay ho. Nhiều người họ xấu đi vội, còn mình thì cứ chân thật thôi. Với em anh chẳng còn che đậy gì đâu em, biết bao nhiêu là chuyện anh từng kể thâu đêm, kể cả tuổi ấu thơ buồn. Dẫu nghĩ đến nước mắt anh lại tuôn, cuộc đời luôn luôn muốn anh phải giấu che đi chính anh, giấu che qua thật nhiều lớp áo tỏ ra ấm mát trông như không sao. Và thật may khi có em đã đến bên sưởi ấm anh, nói anh nghe rằng ta hãy cứ trở nên yếu đuối khi bên nhau thôi. Đặc quyền của anh lúc này là được bên em mỗi ngày, là mình anh biết điểm yếu trong em cũng giống như anh, cũng giống như anh. Đặc quyền của em lúc này là khiến anh yêu đắm say, khiến cho anh trở nên yêu đuối. Ừ, anh dễ đoán, anh không khôn ngoan. Đặc quyền của em lúc này là khiến anh trong phút giây thấy sao mình mong manh dễ vỡ, tự như ký ức lãng ra trong mơ. Đặc quyền của em lúc này. Nước mắm Chiên Su cá cơm biển Đông thơm ngon tới giọt cuối cùng. Biển của hy vọng, sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Có lẽ đây sẽ là ca khúc cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay của tất cả các anh chị em trong nhà hàng sẽ dành tặng cho mọi người. Ca khúc này là bài của Tiên Tiên. Chị Tiên Tiên đúng không? Của chị Tiên Tiên. Ok, Phúc giới thiệu tên đi em. Ca khúc này thực ra là đây là ca khúc kết show nhưng mà nó với một cái nguồn năng lượng để mở màn. Và hy vọng rằng là khi mà tất cả các anh chị em hát ca khúc này có thể ở bên dưới thấy cánh tay của các bạn lắc lư theo nha. Bây giờ là mình có 9:30 tối thôi. Đúng nên là mong là mọi người vẫn còn năng lượng nha. Thật là hứng khởi. Hứng khởi nha mọi người. Và ngay sau đây sẽ là Vì Tôi Còn Sống. Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đầu vẫn rối bù xù, thân bé unu unu u yeah. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hơn ai, ai giận ai, ai thù ai, cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê, và cứ vui lên vì ta không cô đơn. Vì tôi còn sống, vì tôi còn hát lên, vì tôi còn viết lên bao điều chờ lòng tôi. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đâu vẫn rối bù xù, thân bé unu unu u yeah. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hơn ai, ai giận ai, ai thù ai, cho qua đi.
còn sống, vì tôi còn hát lên, vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi. Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai, nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết. Oh, oh. Cứ say đi vì cuộc đời cho phép, và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai nhớ ai, ai hận ai, ai giận ai, ai thua ai, cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê, và cứ vui lên vì ta. Xin thay mặt cho tất cả những nhân viên của nhà hàng biển chết thật miệng cười của okay. Xin thay mặt cho tất cả những nhân viên của nhà hàng biển của Hy Vọng, Đông Nhi, Đức Phúc, chị Phương Vi, Tin Cookie, Hòa Minzy, Quân AP cũng như là Phương Nhi, xin được gửi đến tất cả mọi người lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất, và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả những người thực hiện chương trình, tất cả các anh chị em hậu đài phía sau sân khấu đã giúp cho chương trình của chúng ta đã có thể được hoàn thành trọn vẹn như thế này. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều về sự hiện diện của mọi người ngày hôm nay ạ. Tôi cũng xin thay mặt cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ và nhà hàng biển của Hy Vọng xin chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn luôn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hy Vọng là âm nhạc của biển của Hy Vọng đã mang lại cho Phú Yên những gì hay nhất, những gì tốt đẹp nhất. Mong là mọi người sẽ không quên biển của Hy Vọng. Cảm ơn Phú Yên, cảm ơn bà con nơi đây đã hỗ trợ cho ekip rất là nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Anh chị em mình nắm tay một cái. Biển của Hy Vọng. Cảm ơn mọi người. Biển của Hy Vọng sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Hôm nay mọi người vất vả rồi. Nhà hàng diện tích bé hơn vậy là đau chân hơn. Thực ra thì hôm nay em rất là vui. Hôm nay Phúc là sáng tạo rất là nhiều món ở ngoài menu đấy nhá. Mà hôm nay món ăn món cá gì ấy nhở? Cá ngừ. Món cá ngừ cực ngon luôn á mọi người ạ. Thật sự mà khách hàng đây là lần đầu tiên khách hàng ăn hết cả hai món ăn luôn ý. Thực ra cái đồ ăn của mình ý là hôm nào cũng ngon hết. Wow. Quá hay rồi hai đứa ơi. Quá tuyệt vời. Chưa thấy khách hàng nào ăn sạch như này nha. Quá tuyệt vời. Thực sự là lúc mà em quá đói đi là em ăn đồ mà còn thừa trong bếp ý. Nó ngon lắm luôn ý. Cái cá ngừ này thực sự rất ngon luôn. Dạ. Nó đang rất là đừng đậm. Cái chị đưa nhiều cái miếng cá trời mặt nó. Như đi quay TVC luôn. Tính ra là mấy ngày rồi mọi người nhỉ? 3-4 ngày đấy. 3 ngày nhưng bọn mình còn ra trước. Hôm đấy là đáng lý là lịch trình là phải có 18 phải có mặt ở đây, nhưng mà vì là đi đến sân bay rồi, lên máy bay ngồi luôn rồi, đành phải đi xuống lại bởi vì là không thể bay được. Do là thời tiết Phú Yên gió lớn quá mình không có đáp máy bay được. Anh nghe nói là tốc cả mái. Ừ. Thì đây nhà hàng của mình làm xong rồi dựng cả mái lên. Bị sập hết mà. Từ cái lúc mà Tiên với cả chị Nhi ở trên máy bay mà bị mời xuống là cảm thấy vô cùng lo lắng. Tại biết là cái đợt này nó không được suôn sẻ. Phải đợi chuyến sau. Thế mà đến giờ là mấy anh chị em mình vẫn ngồi đây để gọi là kết thúc hành trình tại Phú Yên. Cô. Trời ơi.
nhưng mà cũng trộm vía là mấy ngày mình quay á là trời nắng đồ, trời tuyệt vời luôn. Ngày hôm nay thì hơi, ngày hôm qua với hôm nay thì hơi mưa một tí thôi, nhưng mà chỉ một tí thôi. Xong mà lại tạnh. Thực ra những cái lúc mà mình mở nhà hàng ở phía dưới kia mà không mở được lâu ấy, mới không hát được này kia thì là mình thật sự không thể đoán được trước cái tình hình đấy. Ý là cũng đoán được là ở nước sẽ lên, nhưng mà nó không nghĩ nó nhanh như thế, mà đến lúc mà nó phi qua chân của anh Thái đánh đàn là em thấy thôi nguy rồi thế nào. Em may sao mà vẫn duy trì được anh Thái. Ok là thở nhà vào nhẹ nhõm. Nhưng mà có rất là nhiều lúc mà mình cảm thấy mình không thể tiếp tục được. Thì hơi bất lực ý. Ừ. Khi mà mình trải qua nhiều cái như thế mà mình vẫn ứng phó được thì chứng tỏ là cái sức bền của mình và ekip cũng rất là trọng vía. Em nói là cũng phải nói là gửi lời cảm ơn đến gọi là gì? Quản gia của chúng ta đúng không? Quản lý nhà hàng đúng, bởi vì là quyết đoán, phải có một người như thế quyết đoán, nhanh nhạy để mà đưa hiệu lệnh, xử lý ngay lập tức những cái tình huống như thế này. Thế cảm giác của ba nhân viên nhà hàng mới như thế nào ạ? Lần đầu tiên được làm phục vụ đúng không ạ? Lần đầu tiên chị làm phục vụ. Lần đầu tiên chị dưới sự kiểm soát của Hoàng. Cho chị thoát. Chị Vy cứ muốn vào phục vụ bếp thôi. Không hề, người ta làm bếp mà bắt đi phục vụ. Nhưng mà vui. Nhưng mà vui, thật sự rất là vui. Tại vì không nghỉ chân luôn đó em. Không có nghỉ chân luôn. Nhưng mà thấy mọi người, thật ra khi mà mình bước ra ngoài bàn thấy mình phục vụ thì mới thấy được mọi người ăn và mới biết được là tối ngày hôm nay bếp mình thành công, tại vì mọi người ăn trơn sạch. Em buồn cười một cái lúc nãy khi mà chị Vi vừa mới hát xong ấy, thì em mới bảo chị Vi là chị Vi ơi, chị Vi thu đĩa giúp em với. Chị Vi lại đứng yên một lúc. Ông mà chị chưa thu CD, chị chưa thu CD. Chị Vi vẫn chưa quen với việc là có hai vai trò. Chị đang đắm chìm trong cảm xúc âm nhạc và tự nhiên lại bắt chị đi. Mới hát xong rồi, ủa thu âm gì em? Thu âm gì em? Không, mà chính xác như vậy luôn, đấy cũng là cái cảm giác của chị luôn á. Khi mà mình vừa mới hát xong rồi trên đó tự nhiên mình đi xuống, xong rồi tự nhiên lại thấy mình xuất hiện ngay giữa bàn mọi người. Đem đồ ăn cho mọi người nhá. Chính xác là như vậy đấy. Kiểu như cảm giác đúng. Mà dù sao là em thấy cái đợt này giống như là tất cả anh chị em mình là biến hóa khôn lường luôn á. Là kiểu là bất cứ thời tiết nào, thời gian nào, không khí như nào, gió thổi như nào là mình cũng đều làm được hết. Và vui nhất là lúc mà đàn cũng hỏng mà âm thanh cũng hết là anh em chị em mình hát chay luôn. Cái lúc đó rất là vui mà kiểu cực kỳ mộc mạc mà gần với mọi người ấy. Chắc là trước khi mọi người đi ngủ thì em cũng có vài lời tâm sự. Em chưa bao giờ gặp phải một tình trạng như thế này trong cuộc đời. Là thực sự em đang rất mệt mỏi ấy. Sao ta? Ý là những gì áp lực nhất trong cuộc sống em đã trải qua rồi. Không hiểu sao sau một năm đến giờ em lại cảm thấy mệt mỏi như thế. Em bỗng dưng trở nên là một người khó kiểm soát cảm xúc ấy. Em tham gia đợt này em thấy là em làm bị trì trệ rất nhiều công việc của ekip. Xin lỗi tất cả mọi người về những ai mà em đã có những hành động hoặc là lời nói hoặc là những thái độ chưa được tốt. Em xin lỗi tất cả mọi người. Em nghĩ là trong cuộc sống thì sẽ có những lúc mình như thế. Thực ra chị là một người chịu đựng rất là giỏi luôn ấy. Nhưng mà đến bây giờ thì thực sự nó bị bộc phát ra và không kiếm được cách để chữa nó. Mặc dù chương trình mình là một chương trình chữa lành, nên là để tâm sự ra những điều này là em cũng kiểu là suy nghĩ là mình có nên nói không, bởi vì mình đang cố gắng chữa lành cho khán giả nhưng mà bản thân mình lại không chữa được cho mình ấy. Nên là em đang cảm thấy em đang không thật sự xứng đáng với vị trí dàn cast chính của mình ấy. Và thật sự em đã cố gắng rất nhiều cho hành trình này ấy. Và em rất xin lỗi nếu mà hành trình tiếp theo em không thể tham gia được với mọi người. Xin lỗi mọi người, xin lỗi tất cả mọi người rất nhiều. Mm-hmm.
Và như chị nói là không phải lúc nào mình cũng có thể cố gắng gồng được ấy. Chị nghĩ là có lẽ là thời điểm này Hòa cần thời gian cho riêng mình. Ở đây thì nhà hàng thì nhà là hàng của em. Bất cứ lúc nào em quay trở về hay là em muốn quay lại thì nhà hàng vẫn chào đón em. Biển của hy vọng sản xuất và phát hành bởi Viettel Media. Cứ sai đi vì cuộc